thầy giáo ba đang setting rồi, thầy giáo ba đang setting máy rồi. Má nó. Ủa, áo giống của tao vậy? Tự nhiên để đó xong kêu người ta thích nó sợ. 8 giờ quất eo cây. Đây đây đây. Theo ông Optimus có nên thi đấu tiếp không? Cái đó phải ông phải tự qua hỏi Optimus chứ. Đúng không? Sao lại hỏi tôi? Quyết định của mỗi người mà, nhưng mà thực lực thì vẫn đủ khả năng để đánh chuyên nghiệp mà. Dạ. Ừ. Rõ ràng như bạn đó, bạn cũng đủ khả năng mà, nhưng mà để trở thành AD số 1 thì rõ ràng là quá khó, nhưng mà vẫn đủ khả năng đánh chuyên nghiệp. Dạ. Ừ. Đau. Dạ. Dạ đau. Đụ má giỡn đầu không có. Tại tao chỉ cho đụ, tao để kiểu tóc. Đó. Đi. Giờ đi không? Rồi. Đi tao chỉ cho để tóc. Nghĩ cái quá giỡn cái đầu con. Đi tao chỉ cho để tóc nè, để tóc đẹp lắm. Đó. Top LKA là thằng nào vậy đó? Là thằng Akame. Mấy thằng nghiện anime đó. Ôi, nó gì chết rồi. Chứ gì Akame từ xuất hiện từ trong anime ra chứ đâu, đúng không? Bạn có phải đặt tên đó từ trong phim anime không? Ờ, chị chửi mấy anh nghiện anime gì đâu. Đâu nghiện đâu, nguyên team đi ngủ 2-3 giờ sáng nó ngồi nó coi. Ngồi trên đây nó coi. Hả? Dạ anh. Bình thường tao cũng nghiện mà. Really nigga. Má lâu lắm rồi mới chen team lại mấy ông chen với lại team FBTC. Ủa tôi được viên à. Wow. À, má tụi nó cho cái gì? Ủa mảnh trang phục? Đéo phải trang phục bệnh viện. Mảnh trang phục. 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 Mảnh mảnh không? Mạnh hơn giờ đẹp thôi đúng không? Đẹp thôi đúng không? Rồi, biết đẹp mà. Giờ nghe nhỏ không? Bên kia bầu, bên kia bầu. Ra đi à. Vô. Đứng kỹ nha, xe Akan nó qua nó cướp đó mọi người. Quên rồi, không sao, farm 67. Chim. Chim đá. Ờ. Ê, bên kia làm ăn gì kỳ nha. Không che map luôn, không cần luôn, mình chuyên nghiệp. Bên kia delay quá phải không? À, bên kia. À, bên kia chơi dây thun rồi. Bên kia chơi dây thun. Rồi biết bao nhiêu. Phải cái rồi biết.
À bên kia ấy rồi mấy ông ơi. Đội hình chính ok mấy ông, không thấy ai hết nha. Top Honey, gần điên cây, mít tôi ở đây Celeb, Spot Venus. À không bắn được lấy tiền rồi mọi người ơi. Đàng hoàng nha, không solo kill nha. Không solo, không solo, đánh cẩn thận, đánh như đánh dại. Đánh dại nha. Đánh như đánh dại. Cái danh cái dự không luôn. Đánh đâu cả. Mấy level đầu lên mid có thể ép cho Khải. Trời ơi má, chơi dây thun rồi. Rồi. Tao xuống nè. Chạy đâu? Rồi. Ok, mày hiểu. Ok. Ao mít 20 set được nha mọi người. Từ từ thôi. Oh shit. Má là đồ ẩu quá. Ổn mày ơi. Má đánh gì chết rồi. Không, tao được. Anh vô rồi nè. Nó còn R2 rồi. Được không? Bỏ mép. Để quay mít ra rồi. Được. Nó bon đi Honey, tao sau hả? Akali chạy rồi bé ơi. Thôi lui Honey, lui Honey, có ngay chưa? Tao làm con Lee Sin nửa cây hơn hả? Mạnh đó bé ơi, gãy rồi. Không sao. Hết rồi, hết chưa đốt rồi ơi. Chết mẹ Khải. Quả đầu tới giờ. Má gãy rồi. Cứu Khải đâu rồi, chết rồi. Chạy rồi. Đang xuống rồi bay. ép luôn rồi. Wow, đẹp. Đánh ra can. Thôi về mít á. Má bùi vô sớm quá. Để tôi xíu ngon rồi.
Khải, nhìn tao cái. Cứ Snowball mạnh trên top đi, hồi nãy nó không lên được đâu. À, mít tao lê xong rồi, tao ra. Đẹp. Lượm sẽ giả mở chu top cho Hany luôn á. Ok. Đang lên Hany. Lấy luôn Hany à, lấy luôn á Hany. Quá đã, nó không giết được mày đâu. Điên rồi. Ngáo rồi. Ủa, gan là hết rồi đúng không? Sắp có. Má tao sợ nó thả bậy tao chết thôi. Ok, thôi về rồi, về. Rồi, xuống. Nè, cái này nè, có tao. Không buồn. Được, tới không? Nè. Muốn một tiếp ba. Cướp đi cả. Này này, quay lại mid ép luôn nè, mở chung mid được luôn á. Team mình team bóp nha. Ok, Gakan đỉnh. Gakan hay quá. Game này của Gakan. Tiếp mình tiếp bóp, giờ tích lại tụi nó gãy rồi. Lý xin là được. Tụi nó Lý xin tạo đột biến nha. Ok. Thì nè nè mình kiểm soát được không ai, mình ép luôn. Rửa. Bắt cái thùng, bắt cái. Ồ. Ok. Ép tiếp nha, ép bả cái trụ 2 luôn á, ghen lăn hết rồi. À, cali cho. Bồn. Này cái thằng này. Chúng kia. Game này của Gakan. Rồi, bóc đẹp rồi. Được á. Bên kia đang lạnh tay hết rồi, vô đây. Rồi. À, cái này bay. Má tao. Akali 2330. 2330. 2330 Akali lát nha mọi người. Chạy.
Nono Ninh Thuận. Đẩy vô, đẩy vô, đẩy vô. Nó quán rồi. Tâm lý rồi, bên kia cống rồi, bên kia cống rồi. Nè nè, mục tiêu tiếp theo là mình chiếm cái này nha. Đánh mid top nha. Đánh mid top, đánh mid top là win rồi. Đem mất không nha, đem mất không lát. Ok. Nóng quá. Ôi, tăng, tăng. Chơi được không đây, chơi được. Có hàng nữa rồi, Không ai đâu, hai người. Nhảy lên chơi luôn rồi, nhảy lên. Tao qua, đẩy lên mid. Thằng Akali đâu, Rồi, rồi. Để tao cẩn thận nào, không nó không mà nó giết tao. Đây, qua đây luôn, tao vẫn bóc được, Con lấy hết lá rồi, lấy 2 mega. Nhà. Hai mega này, bắt 2 mega thì bắt. Bắt giờ ông top nha. Lụm cái bãi sói luôn, không cho nó farm luôn. Cái khu này hơi gớm á. Rồi đẩy AD nó bot rồi mày ơi. Thấy không anh này? Anh này có đúp ra đi, Ôi đang này, Akali hết rồi, Top đi mày ơi. Cái danh cái dự đó, không cho team bạn lực kèo nha. Đánh gì cái danh cái dự. Hello, hello. Dứt điểm luôn, Nè nè nè. Hai hai. AD nó nửa cây rồi. Vô luôn. Gờ, quýt. Ăn game luôn. Game nữa là qua bắt tay nha, bay game nữa là qua bắt tay nha. Xin cái địa chỉ luôn, 125 xịt 2 Hòa Hưng nha. Bắt tay rồi, qua bản bắt tay rồi.